Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây là những bản tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Bắt đầu phần tin tổng hợp cho hay rằng xu hướng work khiến số thiếu niên dị tính đang giảm nhiều hơn bao giờ hết. Dựa trên dữ liệu thu thập vào năm 2021 và được công bố mới đây, báo cáo của cơ quan CDC cho thấy 72.4% học sinh trung học được xác định là dị tính, còn số này giảm gần 90% vào năm 2015, 3.2% xác định là đồng tính nam hoặc nữ, 12% xác định là lưỡng tính và 9% thì xác định là giới tính khác hoặc trong trạng thái nghi ngờ. Nữ sinh có nhiều khả năng tự xếp mình vào cả bao loại cao hơn so với nam sinh. Với số nữ sinh tự coi mình là người lưỡng tính thì cao gấp 5 lần và gấp 4 lần tự xếp mình vào danh mục giới tính khác. Cơ quan CDC lưu ý rằng sự gia tăng trên có thể là kết quả của thay đổi trong cách diễn đạt câu hỏi, giải thích các câu trả lời như là tôi không chắc về định dạng giới tính của mình, hoặc là tôi mô tả định dạng giới tính của mình theo một cách nào đó không được đưa vào phần trước bảng câu hỏi. Theo một cuộc thăm dò mới đây được công bố vào tháng 2, chỉ có 7% dân số trưởng thành được xác định là cộng đồng LGBT. Con số này tăng lên theo từng nhóm tuổi, với 20% ở thế hệ Gen Z, tức là sinh từ năm 1997 tới năm 2004, cũng xác định là thuộc nhóm LGBT. So với 11.2% của thế hệ Y, có nghĩa là sinh từ đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên và có thể tính đầu năm 2000. Và cũng khác so với 3.3% của thế hệ là Gen X, có nghĩa là từ thập niên 1960 tới cuối năm 1970. Và cũng khác so với 2.7% của Baby Boomers, tức là từ 1946 tới năm 1964. Một số nhà bình luận cho rằng việc ngày càng chấp nhận các giới tính thay thế khiến cho mỗi thế hệ kế tiếp trở nên thoải mái hơn khi công khai mình trong cộng đồng LGBT. Một nghiên cứu được công bố vào đầu tháng 4 cho thấy nhiều nữ vị thanh niên có bạn là người chuyển giới và cũng nhiều khả năng từ công khai mình là người chuyển giới. Và nghiên cứu này cũng đã liên kết việc sử dụng mạng xã hội với việc xác định người chuyển giới. Tiếp đề bản tin cho biết rằng ghi hình được cá voi sát thủ trắng, siêu hiếm. Những người quan sát cá voi ngoài khơi của bờ biển từ bang California vừa bắt gặp một sinh vật cực kỳ hiếm đó chính là con cá voi sát thủ non màu trắng. Cá voi sát thủ có màu sắc khác thường là một con đực khoảng 3 tuổi và được đặt tên là Frosty. Sau đó trong ngày 22 tháng 4 thì một con tàu đã quan sát con cá voi Frosty cùng với 6 con cá voi sát thủ khác cách bờ biển Malibu khoảng 13 km. Sau đó con tàu này đã cảnh báo các tàu thuyền khác trong khu vực và một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đó chính là Mark Gilradot đã ghi hình Frosty và các bạn đồng hành của nó từ một chiếc tàu du lịch. Bảy con cá voi sát thủ này thuộc về một nhóm được gọi là CA-26. Các chuyên gia cho biết rằng cá voi sát thủ con gần như là trắng hoàn toàn, ngoại trừ mảng sẫm trên lưng, vây và mũi. Nó không mắc bệnh bạch tạng vì vẫn có các mảng tối. Thay vào đó thì cả có hai hội chứng có thể khiến cho cá voi sát thủ trắng không hoàn toàn là bạch thể cá voi sát thủ mắc chứng này sẽ dễ bị bầm tím và dễ bị nhiễm khuẩn theo các nhà bảo tồn tổ chức thuộc bộ tổ chức bảo tồn cá voi cho biết rằng hội chứng này có thể gây tử vong cho những con cá này và với frosty thì nhiều khả năng là con cá voi này cũng đã mắc chứng bạch thể vì nó có vẻ khỏe mạnh nhưng theo một số các chuyên gia khác rằng động vật bắt trứng bạch thể hoặc là bạch tạng thường gặp bất lợi về mặt tiến hóa bởi vì chúng trông nổi bật hơn trước những kẻ săn mồi và làn da của nó cũng nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ cháy nắng và cả nguy cơ ung thư cho loài vật. Những bất lợi này đồng nghĩa với tỷ lệ sống sót của chúng trong tự nhiên không cao. Tuy nhiên, may mắn là con cá voi Frosty thì lại không gặp vấn đề này. Việc sống dưới nước bảo vệ nó khỏi tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và loài cá voi sát thủ cũng không có kẻ săn mồi thực thụ. Do đó, miễn là sống sót được đến tuổi trưởng thành, thì Frosty, chú cá voi này có thể tiếp tục trải qua một cuộc sống bình thường. Tiếp đoạn bản tin của chúng tôi cho biết rằng đã bị hư 6 camera trị giá tới 40.000 Mỹ Kim khi quay hỏa tiễn SpaceX. Theo Bloomberg đưa tin, một nhiếm ảnh gia đặt tới 9 máy quay quanh khu phóng hỏa tiễn Starship của công ty SpaceX và 6 chiếc với trị giá hàng chục ngàn Mỹ Kim đã bị hư hỏng. Theo đó, thì Scott Skilke thường xuyên đưa tin về các vụ phóng hỏa tiễn cho Space News và cũng đã nổi tiếng trên các diễn đàn về hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, mỗi lần thực hiện quay video phóng hỏa tiễn thì cái giá trả cho khoảnh khắc đó không hề rẻ. Trong đoạn video đăng trên Twitter về vụ phóng hỏa tiễn Starship của công ty SpaceX trong ngày 20 tháng 4 vừa qua, thì ông này đã đặt tới 9 máy quay GoPro, nhưng 6 chiếc trực cùng các thiết bị hỗ trợ đã bị phá hủy vì đất đá văng ra tứ tung. Có máy bị hỏng chỉ vài giây sau khi hỏa tiễn bay lên. Người này chia sẻ rằng những chiếc máy quay GoPro bị hủy hoại, nhưng may mắn là thể nhớ SD vẫn còn nguyên vẹn và đó là cảnh quay tuyệt vời. Và theo công bố của Tesla thì lực đẩy từ hỏa tiễn Starship ước tính đạt 8.000 tấn. Và con số này gần gấp đôi so với loại hỏa tiễn Artemis 1 của cơ quan NASA phóng vào năm ngoái. Và tổng thiệt hại trong lần quay này được skill ước tính là khoảng 40.000 Mỹ Kim. Thế nhưng ông lại tỏ ra hài lòng khi mình có được đoạn video và hình ảnh đẹp về khoảnh khắc mà chiếc uh, phi thuyền Starship này bay lên. Dù nó đã phát nổ ngay sau đó, theo các công ty truyền thông cho biết rằng, mọi người có thể trực tiếp xem vụ phóng hỏa tiễn của công ty SpaceX, nhưng ở bán kính an toàn tới cách hàng chục km. Tuy nhiên, một số thì lại chấp nhận mạo hiểm để có thể đặt được máy quay gần bệ phóng nhằm ghi lại những hình ảnh và đoạn video cho mục đích riêng. Starship là hỏa tiễn cao nhất 120m và mạnh nhất được công ty SpaceX chế tạo lực đẩy lên tới 8.000 tấn đủ gây ra các loại thiệt hại nghiêm trọng xung quanh. Và thực tế, vụ phóng này cũng đã tạo ra một đám cháy rộng tới 14.200m2 trong công viên ở phía nam của tiểu bang Texas. Và ngoài ra, mảnh vỡ được ghi nhận trong một khu vực rộng lên tới 1,5 triệu m2, bao gồm cả một số khu đất trong công viên. Sang qua bản tin cho biết rằng, hãng Apple bị nhân viên lừa 17 triệu Mỹ Kim. Theo thông tấn xã Reuters cho biết rằng, The Hirenda Pradas, từng là nhân viên của Hapo, đã bị kết án 3 năm tù và ngoài ra còn phải hoàn trả số tiền lên tới 17,4 triệu Mỹ Kim cùng với tiền thuế gần 2 triệu Mỹ Kim. Theo đó, Pradas, năm nay 55 tuổi, đã bị bắt vào tháng 3 của năm 2022 và đã nhận tội lừa đảo Apple trong tháng 11 của năm ngoái. Và mới đây, thẩm phán đã ra lệnh cho người này phải trả lại hơn 17 triệu Mỹ Kim cho hãng Apple. Thông tin cho biết rằng người này đã gia nhập hãng Apple năm 2008 và bắt đầu thực hiện kế hoạch lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền từ năm 2011 tới năm 2018. Theo đó, tại công ty này, ông đảm nhiệm việc mua sắm trong bộ phận chuỗi cung ứng dịch vụ toàn cầu của công ty. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết rằng Prasad đã phản bội lòng tin của Apple lạm dụng quyền lực của mình để làm giàu cho bản thân bằng tiền của công ty dù đang nhận được mức lượng thương thưởng lên tới hàng trăm ngàn mỹ kim. Ông đã kết hợp với hai nhà cung cấp để nhận hoa hồng nâng giá linh kiện, khai khống số lượng khiến Apple phải trả tiền cho linh kiện và dịch vụ mà công ty chưa bao giờ nhận được, gây thiệt hại lên tới 17 triệu mỹ kim. Prasad sẽ phải hoàn trả số tiền mà ông kiếm lại bất chính này, đồng thời phải đóng thuế lên tới 1,9 triệu mỹ kim. Sau khi ngồi tù 3 năm, người này sẽ phải tiếp tục bị quản thúc thêm 3 năm nữa. Năm ngoái, thì thông tin cũng cho biết rằng một cựu phó giám đốc nghiên cứu của hãng Qualcomm và ba người khác cũng đã bị buộc tội lừa đảo công ty của mình với số tiền lừa đảo lên tới 150 triệu Mỹ Kim. Những người này được cho là đã gian lận, rửa tiền sau khi lừa Qualcomm mua một công nghệ bí mật do công ty ma chế tạo. Và trước khi chia tay đến quý vị trong chương trình tin tức ngày hôm nay, mình còn gửi đến quý vị thông tin về bộ phim Kung Fu Panda phần 4 sẽ được tái xuất với khán giả vào năm sau 2024 sau 7 năm vắng bóng thì phần phim Kung Fu Panda 4 được xác nhận là sẽ do Mike Mitchell làm đạo diễn và sẽ ra rạp vào tháng 3 của năm 2024 theo đó tại một sự kiện thì hãng DreamWorks Animation mang đến bất ngờ cho khán giả khi hé lộ chi tiết đầu tiên về dự án bộ phim Kung Fu Panda phần 4. Dự án được chờ đợi trong suốt thời gian dài, vắng bóng. Tại đây thì Jack Black, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Gấu Trúc Po, đại diện DreamWorks Animation chia sẻ về dự án này. Và theo tiết lộ của diễn viên thì nhân vật chú gấu Po sau khi chiến đấu với Kai, kẻ phản diện gây nỗi khiếp sợ cho mọi người trong phần 3, thì trong phần 4 này chú Po sẽ phải đối diện với thử thách lớn nhất của mình. Sau khi trải qua những gian khổ trong các phần trước, đặc biệt là đánh bại được kẻ phản diện cực kỳ mạnh là Kai, thì chiếu gốc Pandapo sẽ trở thành lãnh đạo tinh thần của vùng đất Valley of Peace, đồng thời phải chuẩn bị nhiều thứ quan trọng khi được chọn là chiến bình rồng. Tuy nhiên thì chiêu gấu gốc Pandapo một lần nữa đối mặt với cửa thủ mới là Chameleon, kẻ có thể chiếu mộ những tên phản diện khác từ trong quá khứ tới cả hiện đại. Diễn viên Jack Black cho biết rằng chú Paul phải nỗ lực tập luyện với các kỹ năng mới để đối phó với những kẻ hùng mạnh trong phim. Nhà làm phim Mike Mitchell sẽ ngồi trên ghế đạo diễn của dự án mới nhất này. Còn họa sĩ hoạt hình Stephanie Manstein cũng đồng chỉ đạo sản xuất với đạo diễn Mike Mitchell. Vị trí sản xuất dự án được giao cho Rebecca Hunsley. Bộ phim này sẽ được công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ vào tháng 3 của năm 2024. Trước đó, bộ phim Kung Fu Panda được công chiếu phần đầu tiên vào năm 2008. Phần 2 được phát hành vào năm 2011 và phần 3 thì vừa được công chiếu đã khá lâu từ năm 2016. Cả ba phần phim đều được khán giả trẻ tuổi yêu thích trên khắp thế giới.